Mời các bác nghe qua vài giây. Chất âm phải nói là top hit luôn anh em ạ, top hit trong tầm tiền luôn. Bởi vì sao con này cửa hàng nói với anh em điều đó? Bởi vì tiếng nó rất trong và căng. Tiếng nó trong, căng, căng. Anh em chơi loa to, tiếng vẫn rất tròn trịa. Mà nó lại là một con âm ly rất vừa tiền giá bình dân. Đây là một con âm ly hay nhất trong dòng 8800 anh em nhá. 8800 thì nó có 8800 trơn, sò sắt 8800 mắc đôi, sò than. Và đây là 8800X. Con này thì tôi bán rẻ hơn con 8800 mắc đôi. Nhưng con này chất âm nó rõ ràng hơn, nó sắc nét hơn. Khẳng định anh em điều đó. Rẻ hơn tầm 1 triệu đến 1,5 triệu. Nhưng nó lại hay hơn. Chất âm nó trong, nó sắc sảo hơn. Đây là mẫu âm ly Pioneer 8800X. Được thiết kế đánh 2 cầu loa AB. Có đầy đủ các tính năng. Đó là bát chép, cân loa, lao lướt ở đây. Ở đây cửa hàng đang chạy đường vào là AUX. Và đợt này lấy về được một đôi anh em nhé. Ở đây cũng một đôi Pioneer A570. Sẽ làm clip sau. Rất vừa tiền, 5 triệu đồng thôi. Đánh tiếng nào ra tiếng đấy. Bao phê bao hay cho anh em riêng con đơm ly này. Con đơm ly hay nhất trong dòng 8800. Tôi đang phối ghép vào đôi loa bát 30 và loa bát 35. Anh em vẫn chơi thoải mái vào những đôi loa gấu. Xin nhắc lại là loa gấu anh em nhé. Chứ còn loa cổ thì với con đơm ly này nó không thành vấn đề. Nó rất khỏe để anh em sử dụng để nghe nhạc. Và cũng có thể kết hợp với vang để hát karaoke vào những đôi loa nghe nhạc hoặc loa karaoke chính hãng bát 20-25. Báo giá cho anh em là 5 triệu đồng một em. Mới về được một đôi. Âm ly này thì chạy sò than 2 vít 4 con. Một nguồn, 4 tụ lọc. Tản nhiệt xương cá. 4 tụ lọc, một nguồn. Đó. Tôi sẽ quay tiếp ra mặt sau để anh em có thể nhìn thấy. Con này thì một năm nó cũng chỉ có khoảng 4-5 con thôi, chứ nó không phải là loại quá nhiều. 180W, 8600X đã phê rồi anh em nhá. Chỉ cần nói 8600X đã phê rồi. Đây là một trong những mã hay của dòng Pioneer. Đó. 18152 là con trên, con dưới là 5933 số series. Trở kháng từ 416. AUX tuner là đường vào cơ bản, ngoài ra còn đường tiếp 1 tiếp 2. Cắm vào lỗ play anh em nhé. Lỗ rec là đường xuất tín hiệu ra. Đó. Mặt trước mặt sau ok. Hàng bãi. Bóng bẩy, mặt tiền sắc nét. Được thiết kế chơi 2 cầu loa AB. Tông nhạc thì anh em phải ấn vào mới có tác dụng bát chép. Hai cái nút này dành cho đầu đĩa than, mình không sử dụng đến. Và chạy những đường trên này anh em phải bấm vào nút xua nó mới có tiếng nhá. Mặc dù bán mãi nhiều lúc quên không bấm nút đấy, thấy nó không ra tiếng, tưởng nó hỏng. Lâu ngày không bán, hôm qua mới lấy về kiểm tra qua tí tưởng nó hỏng, thấy tiếng nó nhí nhí ra quên mất không bấm nút này. Chứ không phải lúc nào cũng nhớ được đâu anh em ạ. Cái đồ âm thanh này là phải có trực tiếp mới dùng được. Nhiều khi nó quên mất. Và cứ cho nó quên đi, mình không cần phải nhớ hết làm gì. Tiếng bao phê, bao trong, bao căng cho anh em. Bao vừa tiền. 5 triệu đồng một con thôi. Theo em căng đét tròn 7800 nhá anh em nhá. 7800 thì đắt hơn con này, như tiếng cũng chỉ ngang ngửa con này thôi. Bởi vì 7800 nó đắt hơn, lý do là nó có bộ đèn vu ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, chào hẹn gặp lại.